Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn sinh học khối lớp 8. Mời các em mở ra cho cô sách giáo khoa trang 162. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài số 51, cơ quan phân tích thính giác. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tai của chúng ta sẽ có những cấu tạo như thế nào qua phần 1 đã mã cấu tạo của tai. Bây giờ các em sẽ mở sách giáo khoa trang 162, các em nhìn cho cô hình 51.1 cấu tạo của tai, cũng là hình cái hình đang hiện lên trên màn hình đây. Các em quan sát hình, quan sát kỹ các phần của cái tai trong hình, và sau đó các em sẽ làm cho cô phần bài tập ở dưới hình trong sách giáo khoa là tìm những cái từ và điều thích hợp vào trong đoạn văn. Đây là đoạn văn ở trong sách giáo khoa. Bây giờ các em sẽ làm thử ở nhà xem là những từ cần điền là gì ha. Ở đây cô sẽ cho các em đáp án để coi là chúng ta có làm đúng hay không. Cô đọc đoạn văn nha. Tai ngoài gồm từ cần điền đó là vành tai ha. Tai thì được chia ra làm 3 phần ha, là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai ngoài gồm vành tai có nhiệm vụ hướng sóng âm. Tiếp theo từ cần điền là ống tai hướng sóng âm. Tai ngoài được giới hạn với tai giữa bởi màng nhĩ có đường kính khoảng 1 cm. Tai giữa là một khoang xương trong đó có chuỗi xương tai bao gồm xương búa, xương đe, xương bàn đạp khớp với nhau. Xương búa được gắn vào màng nhĩ, xương bàn đạp áp vào một màng giới hạn tai giữa với tai trong gọi là màng cửa bầu dục. Có diện tích nhỏ hơn màng nhĩ 18-20 lần. Khoang tai giữa thông với hầu nhờ có vòi nhĩ nên đảm bảo áp suất hai bên màng nhĩ được cân bằng. Vậy thì bốn từ mà mình cần điền là vành tai, ống tai, màng nhĩ và chuỗi xương tai. Các em điền từ đúng không hết đúng không nào? Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em là cấu tạo của tai. Thì các em sẽ thấy là tai của chúng ta sẽ được chia làm 3 phần: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai ngoài thì gồm có 3 bộ phận ha, là vành tai là cái phần mà nằm ở phía bên ngoài cơ thể của mình. Và vành tai các em sẽ thấy là nó có dạng hình phễu, nhiệm vụ của nó là để hứng sóng âm. Và sau khi mà sóng âm được vành tai hứng xong thì nó sẽ được dẫn vào bên trong qua cái phần ống tai. Phần ống tai và đụng vào cái màng mỏng để ngăn giữa tai ngoài và tai giữa, đó là cái màng nhĩ. Tiếp theo là tai giữa, thì tai giữa sẽ gồm có chuỗi xương tai. Chuỗi xương tai thì nó gồm có 3 cái xương khớp với nhau, nối với nhau, đó là một cái hệ thống 3 cái xương bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Và cái vòi nhĩ, các em sẽ thấy là có phía dưới cái chuỗi xương tai, ngay cái phần một cô khoanh màu đỏ ha, nó là một cái vòi nhĩ, tức là một cái ống để thông với cái phần họng ở bên dưới. Và nhiệm vụ của cái vòi nhĩ này là để cho áp suất ở phía bên trong và bên ngoài của cái tai nó được cân bằng. Bởi vì ở phía bên trong tai giữa nó sẽ là một cái buồng kính, cho nên nếu như mà nó kính, nó không có thông với phía họng bên dưới thì áp suất bên trong và bên tai ngoài tai nó sẽ bị chênh lệch, do đó mình sẽ dễ bị ù tai ha. Vì vậy mà cần phải có vòi nhĩ để dẫn không khí lưu thông vào và ra tai giữa, làm cho áp suất bên trong và bên ngoài tai mình được cân bằng để mình có thể nghe rõ. Tiếp theo là phần tai trong, thì phần tai trong sẽ gồm có ống bán khuyên bộ phận tiền đình. Ống bán khuyên bộ phận tiền đình là cái phần ở phía trên đây, ống bán khuyên và bộ phận tiền đình nó nằm phía trên này. Nhiệm vụ của nó là để giúp cho chúng ta thu nhận được cái cảm giác thăng bằng ở bên trong không gian. Tức là mình đi mà mình có cái cảm giác thăng bằng là do cái ống bán khuyên và bộ phận tiền đình nó làm nhiệm vụ giúp mình cảm nhận được cái sự thăng bằng trong không gian. Và cái phần mà rất là quan trọng ở trong tai, và cô tô cái màu xanh xanh đây, chính là cái ốc tai.
À, ốc tai, các em tại sao tên gọi là ốc tai? Bởi vì nhìn nó giống như một cái con ốc xoắn ha, cái vỏ ốc. Thì ốc tai này vì sao nó quan trọng? Bởi vì ở bên trong ốc tai nó có một cái cơ quan mình gọi tên là cơ quan Corti. À, và cơ quan này nó sẽ chứa các cái tế bào thụ cảm thính giác, là những cái tế bào chính giúp cho chúng ta cảm nhận được, thu nhận những cái sóng âm để cho và dẫn nó lên theo cái dây thần kinh số 8. Đây là dây thần kinh số 8 với màu vàng vàng ở đằng sau ốc tai đây ha. Dẫn sau khi mà cái tế bào thụ cảm thính giác nó cảm nhận rồi, nó sẽ dẫn những cái sóng âm thuộc dạng xung thần kinh đó đi lên trên cái vùng vỏ não tương ứng để giúp cho mình nghe được âm thanh. À, đây là toàn bộ về cấu tạo của tai. Các em chép cho cô phần cấu tạo của tai vào tập bài học sinh học nha. Chúng ta qua phần 2 La Mã. Chức năng thu nhận sóng âm. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem là âm thanh từ bên ngoài nó sẽ được dẫn vào bên trong tai như qua những cái bộ phận nào và như thế nào. Các em cùng quan sát đoạn video sau đây để theo dõi cái phần âm thanh vào trong tai của mình như thế nào nha. Em sẽ quan sát cái đoạn phim. Rồi, như vậy sau khi mà chúng ta đã xem cái đoạn video rồi thì mình cũng sẽ biết được là sóng âm ha, ở bên ngoài khi mà nó vào tai mình đó, thì đầu tiên là nó sẽ được cái vành tai hứng lấy, sau đó nó sẽ được ống tai dẫn vào bên trong gặp màng nhĩ, nó sẽ đi qua chuỗi xương tai và nó sẽ được khuếch đại âm thanh lên, sau đó thì nó sẽ làm chuyển động cái ngoại dịch rồi nội dịch nằm bên trong ốc tai màng, nó nằm bên trong phần ốc tai ha. Rồi sau đó là nó sẽ làm, khi mà nó chuyển động như vậy á, thì nó sẽ làm cho các tế bào thụ cảm thính giác ở bên trong cái cơ quan Corti á, nó bị hưng phấn và nó sẽ chuyển thành dạng xung thần kinh. Thì sau đó cái xung thần kinh này nó sẽ đi theo dây thần kinh số 8 truyền về vùng thính giác ở thùy thái dương. Và khi vùng thính giác này nó sẽ xử lý âm thanh. Và sau đó lúc đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được, nhận biết về được cái âm thanh đã phát ra đó là gì. Đây là cái đường đi của sóng âm khi mà từ bên ngoài vào trong tai của mình. Các em chép cho cô cái đoạn viết bài, đoạn bản viết bài này vào trong tập. Chúng ta tiếp tục qua phần ba la mã vệ sinh tai. Ở phần này thì nó có một cái lệnh là thảo luận nhóm ha, và tìm ra những cái biện pháp để bảo vệ và vệ sinh tai. Ở đây mình không có thảo luận được ha, cho nên là các em sẽ tự suy nghĩ xem mình nên có những biện pháp nào để vệ sinh tai, và sau đó chúng ta tự trả lời để xem là chúng ta có cùng cái đáp án với cô hay không ha. Rồi, những cái biện pháp để vệ sinh tai ha, bao gồm thứ nhất là chúng ta không dùng những cái vật nhọn và hoặc là quá sắc để mà ngoáy tai. Thứ hai là chúng ta tránh để viêm họng kéo dài ở trẻ em, bởi vì cái họng và cái khoang tai giữa của mình đó, nó có phần vòi nhĩ thông nhau, cho nên là khi mà viêm họng kéo dài thì vi khuẩn virus nó có thể đi theo vòi nhĩ và lên trên tấn công vào cái tai giữa, làm cho mình bị viêm khoang tai giữa. Khi mình bị viêm khoang tai giữa như vậy á, thì mình sẽ bị chảy mủ trong tai, rồi bị ù tai, bị nhức đầu rất là khó chịu, hoặc chúng ta cần phải đi điều trị nữa. Cái thứ ba là có những biện pháp để chống hoặc là giảm tiếng ồn. Ở đây cô sẽ nhắc nhở các em luôn là các em sẽ có những cái thói quen không tốt như sau. Cái thứ nhất á, là chúng ta hay dùng cái tăm bông để ngoáy tai để mà, và chúng ta hay ngoáy thật là sâu vào. Và không biết là các em có bao giờ bị những cái trường hợp là chúng ta ngoáy một hồi á, thì cái miếng bông gòn nó còn ở lại trong tai và chỉ còn có cái tia tăm đi ra thôi hay không á. Thì đây sẽ thấy là như vậy thì thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm, bởi vì chúng ta cần phải lấy những, khi mà bị những trường hợp như vậy ấy, mình cần phải lấy cái nhíp hay là cái nhiều vật nhọn để mình lấy cái bông gòn ra nữa, như vậy thì nó sẽ gây nguy hiểm cho tay của mình ha. Cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng tăm bông thì tăm bông không có
không có thể lấy được cái rái tay đâu, mà nó chỉ có nhiệm vụ là nó làm thấm nước khi mà chúng ta tắm xong thôi, cho nên là chúng ta ngoáy nhẹ nhàng thôi và ở bên ngoài ngoài thôi, chứ đừng có ngoáy ngoáy vào quá sâu trong cái bên cái ống tai của mình. Cái thứ hai nữa là các em hay có một cái thói quen rất là không tốt, đó là các em đi đâu các em cũng sẽ nhét hai cái tai nghe vào sâu bên trong lỗ tai. À, thì khi mà chúng ta nghe cái tai nghe một cách thường xuyên như vậy á, thì chắc chắn không tốt. Không tốt là không tốt ở những điểm nào? Cái thứ nhất là khi chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhét cái tai nghe vào tai của mình á, thì nó sẽ làm biến dạng cái bên ngoài của cái vành tai, sẽ gây mất thẩm mỹ. Thứ hai nữa là khi mà các em nghe cái âm thanh sát như vậy á, thì các em sẽ nghe với cái tiếng ồn rất là lớn, và cái tai của mình nó, khi mà mình nghe với cái tiếng ồn lớn á, cái tiếng nhạc mở lớn hoài như vậy á, thì khi mình gỡ cái tai nghe ra, cái âm thanh đó, nó ở trạng thái bình thường đó, thì có khi đó, chúng ta lại không thể nghe thấy mà chúng ta nghe không rõ. Như vậy là các em sẽ bị giảm cái thính lực của mình. À, do đó là chúng ta không có nên mà sử dụng cái tai nghe mà chúng ta gắn vào tai nghe một cách thường xuyên ha. À, nếu mà có các em có nghe thì các em nhẹ khi các em học có, thì các em nên nghe bằng hai cái tai nghe mà nó chụp vào lỗ tai á. À, nó đeo vòng qua chụp vào lỗ tai như cái băng đô ấy, chứ không có nên là sử dụng hai cái tai nghe một cách thường xuyên quá. À, và bây giờ các em chép giùm cho cô ba gạch đầu dòng này vào trong tập ha, ở phần ba la mã vệ sinh tai. Bài học đến đây là kết thúc. Dặn dò của cô cho bài này là các em chỉ cần chép cho cô cái phần ghi bài đầy đủ vào trong tập bài học sinh học là được. Và các em tiếp tục qua cái bài tiếp theo của tuần này ha, là bài số 52.